Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh channel của Bư Bon Bon. Dạo gần đây thì có rất nhiều bạn nhắn tin cho mình và bảo mình là hãy làm nhiều video về tiếng Huế hơn đi, hoặc là làm cái gì về Huế cũng được. Thì đó là lý do tại sao video ngày hôm nay xuất hiện và cũng là lý do mà mình sẽ nói tiếng Huế trong xuyên suốt video ngày hôm nay. Đây sẽ là một cái video đơn giản thôi và mình sẽ ngồi tâm sự với mọi người và kể mọi người nghe câu chuyện về thành phố Huế của mình. Có những ngày mình cực kỳ nhớ Huế. Khi mà mình bắt gặp một ai đó nhắc về Huế ở ngoài, hoặc là mình đọc được một cái thông tin gì đó của Huế lúc mà mình đang lướt Facebook á. Và dạo gần đây thì có một vài chuyện xảy ra với thành phố của tụi mình. Và mình nghĩ á, là những người mà chỉ đến Huế một lần, hai lần thì chẳng thể hiểu được cái chất riêng của thành phố Huế đâu. Thậm chí cả một người sống ở Huế từ nhỏ như mình và bạn bè mình, thì có chăng tụi mình đã thực sự hiểu thành phố mà tụi mình được sinh ra. Dù vậy thì người đến Huế một lần và người đã sống ở rất lâu từ thành phố này thì sẽ có những cảm nhận khác nhau mà, đúng không? Video này sẽ là một lời tâm sự của một đứa trẻ đã sống ở Huế 19 năm, kể về những câu chuyện của thành phố xinh đẹp này. Đây, mình sẽ dẫn mọi người đi quanh những nơi mà mình đã từng gắn bó nhé. Mọi người biết sao không? Hoàng hôn ở Huế rất là đẹp. Trước đây thì mình chẳng nhận ra điều này đâu, vì những ngày cấp 3, cấp 2 của mình chỉ hầu như xoay quanh những câu chuyện học hành mà thôi. Được dịch vừa rồi thì được nghỉ Tết dài ơi là dài. Những chiều đi bộ dọc sông Hương, mình mới hiểu là những cá tư vĩ von dòng sông này ở trong sách vở thì thực ra không phải là nói ngoa chút nào. Mình vẫn rất nhớ cái cảnh mà mặt hồ long lanh dưới ánh nắng ấy. Hồi đó tụi mình hay viết văn miêu tả, hay viết những câu như là mặt nước sông Hương dưới ánh nắng lung linh lấp lánh như hạt ngọc. Mà hồi đó có biết gì đâu, thấy người ta viết vậy nên là bắt chước theo. Hóa ra là đúng thiệt hèo. Những ngày chạy bộ ở Huế, mình rời nhà lúc 4 giờ, rồi tận 7 giờ mới chịu về. Biết tại rằng không? Tại vì mình có thể ngồi hàng giờ trên cầu Gỗ Lim để mà ngắm hoàng hôn. Vì như mình đã nói kìa, hoàng hôn ở Huế siêu đẹp. Mọi người có biết đôi sim trong phim Mắt Biếc không? Đó, đó là đôi vòng cảnh của Huế. Mình nghĩ là ở tuổi của mình, ở Huế á, thì ai cũng đã từng một lần đặt chân đến đây. Vì rằng à, đơn giản là vì đẹp thôi. Cái hồi mà ngồi trong rạp coi Mắt Biếc ở Sài Gòn á, ngay đầu phim cảnh ở Huế hiện ra nhiều ơi là nhiều, mình rớt cả nước mắt. Nói đến đây thì mọi người có thể sẽ nghĩ là mình hơi xến, nhưng mà thực sự điều đó đã xảy ra. Mình cũng không biết là cái cảm giác đó mình có thể miêu tả như thế nào. Chắc là tại vì mình cảm thấy quen thuộc, hoặc là chắc là mình nhớ nhà, hay là mình tự hào vì Huế của mình quá. Một rừng đồi thông ngút ngàng, những con đường rừng trải dài tỉ tắp mạc rười, và cả những khoảng trống thơ đến lạ, nhìn được cả toàn bộ dòng sông Hương và nhìn về trọn vẹn hoàng hôn của thành phố nữa. Đường Phường Bảy là con đường mình yêu nhất ở Huế, mạc rười à. Một bên là kinh thành, một bên là vườn cổ, là nhà cổ. Người ta hay nói mùa hè ở Huế nóng lắm, nóng đổ lửa. Ừ thì nóng thiệt, nóng dễ sợ. Mà cũng hay ghê, dù ở thời điểm nào trong ngày mà đi bộ dưới con đường này thì cũng sẽ cảm thấy là chẳng thấy nóng đâu cả. Mặt lành à, mặt rươi luôn chứ. Trẻ em, người già, kiểu ông bà nội, ông bà ngoại của mình ấy, mọi người hay có thói quen thả diều mỗi buổi chiều ở Đài Nội. Hồi nhỏ mình cũng được ba hay chở đi ra thả diều lắm, nhắc là nhớ ghê. Còn giờ lớn rồi, tầm khoảng 4 đến 5 giờ chiều thì mình thèm được đi ăn hơn. À, mọi người còn hay nhắc về cầu Tràng Tiền nữa. Mà nhắc đến cầu Tràng Tiền là nhắc đến Huế rồi chứ nữa. Cách đây một tuần thì mình thấy có người viết về cầu Tràng Tiền sập xệ. Chà, đoạn đó đọc được mấy dòng mà mình thấy dần dễ sợ luôn chứ. Ừ thì mọi người có thể thấy cầu Tràng Tiền nhỏ, nhưng mà đối với người Huế như tụi mình á, thì Huế sẽ chẳng là Huế nếu không có cầu Tràng Tiền. Nếu không tin thì mọi người có thể thử là trong tất cả các bài văn mà tụi mình viết về Huế thì sẽ chẳng có bài văn nào không có sự xuất hiện của cầu Tràng Tiền. Những cái nhỏ nhỏ thôi, đôi khi lại là những điều tuyệt vời nhất, và cũng là những điều không thể dễ dàng đánh mất, cũng chẳng thể dễ dàng quên đi. Cuối cùng, một nơi mình gắn bó 3 năm cấp 3, mà đến giờ quay lại, cảm giác vẫn y chang như những ngày mà mình còn mặc áo dài, tung tăng giữa hàng điệp ánh đào. Và mỗi lần nghĩ đến nơi này thì mình vẫn luôn kiểu cười rất nhiều và kiểu cảm thấy vui ấy. Đó là Quốc học Huế. Nói răng hè, Quốc học đẹp kinh khủng. Mình chẳng biết lừa từ ngữ gì để miêu tả hết cái cảm xúc của mình dành cho Quốc học. Mình chỉ biết Quốc học là cả tuổi trẻ của mình. Tất cả những câu chuyện trưởng thành của mình đều ở đây. Đó, mấy bạn có tới Huế á, thì nhớ ghé trường mình chơi nghe. Không đẹp không về. Mà kỳ ha, bạn bè mình hay giỡn nhau á, là khi ở Huế thì thấy Huế cũng vậy à. Mà vì răng lại càng lớn thì lại càng thấy Huế đẹp. Đẹp thực sự luôn á. Nhiều lúc chắc cũng tại vì nhớ.
mà cái nhỡ đi đôi với cái đẹp thì chắc là không còn từ chi để miêu tả nữa ha. Bởi vì vẻ đẹp đôi khi nó không chỉ được cảm nhận bằng mắt. Bạn mình vẫn thường nói một câu mà làm mình nhớ mãi là khi tụi bé nhìn một cái gì đó nhiều thì tụi bé sẽ thấy hẳn bớt đẹp đi. Nhưng mà suốt ngần ấy năm á, thì tao vẫn thấy Huế đẹp tuyệt vời nhất trần gian. Khi mà mình nghe xong á, thì mình thấy câu này rất là đúng. Và wow, nhiều lúc mình cũng có suy nghĩ như vậy á, nhưng mà mình không có nói ra được thành lời như vậy đâu. Mọi người biết sao không? Cái câu mà đi mô cũng nhớ về sự Huế á. Câu này mình được nghe từ rất là nhỏ và mình cảm thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà khi vào Sài Gòn học á, thì mình thấy câu này trời ơi sao nó đúng kinh khủng như vậy. Và khi mà mình viết script cho cái video này nè, thì mình nhớ Huế kinh khủng và mình xúc động kinh khủng khi mà mình viết cái script này. Đây là cái vlog mà mình trải lòng về thành phố Huế quê mình, về những cái điều thân thương nhất, về những điều quen thuộc nhất của những người con ở xứ Huế. Để mà những ai có ý định đến Huế, thăm Huế hoặc là muốn quay trở lại Huế một lần nữa thì mọi người sẽ có thêm động lực và sẽ có thêm một cái góc nhìn mới nữa để mà có thể nhìn Huế một cách đẹp đẽ và trọn vẹn hơn rất là nhiều. Và nếu mọi người có bất kỳ câu chuyện gì về thành phố Huế hoặc là những cái kỷ niệm với Huế hoặc là những cái kỷ niệm với những bạn bè người Huế của mọi người chẳng hạn thì mọi người hãy comment ở dưới này và tụi mình sẽ cùng tâm sự nha. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người.